Kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại cùng kênh của chúng tôi trong chương trình hôm nay. Kính chúc các cô chú, các anh chị và các bạn sẽ luôn nhiều niềm vui, hạnh phúc và khỏe mạnh. Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, chúng ta đã nhiều lần chia sẻ với nhau về tầm quan trọng của thói quen. Quả thật là thói quen giống như là mưa dầm thấm lâu vậy, mỗi ngày một chút. Từng thói quen tích cực sẽ giúp bạn cải thiện được cuộc sống, sức khỏe của bản thân. Tuy nhiên khi mỗi tuổi mỗi khác, nếu khi thanh niên bạn có sức khỏe cường tráng, thì khi ngoài 50, sức khỏe đã giảm đi vài phần. Không nên vô tư làm 5 điều sau đây kẻo hại tới sức khỏe các bạn nhé. Đến tuổi 60, nhục vô cùng nếu cứ vô tư làm 5 điều này. Người khôn ngoan sẽ tránh. Người xưa vẫn thường nói, tuổi 30 thì lập nghiệp, đến 40 am hiểu sự đời, 50 sẽ không còn cưỡng cầu kết quả, còn tới 60 thì bình tâm chẳng thèm quan tâm sự đời. Quan niệm này từ xưa cho tới nay, qua bao nhiêu đời vẫn luôn luôn đúng. Khi bước qua cái tuổi 60, thì ai cũng phải tập cho mình một thói quen, mặc kệ lời nói của người khác. Dù ai có nói gì thì vẫn cứ bình tĩnh mà đón nhận, chớ dại mà kích động, phải bình tĩnh để tránh phạm phải sai lầm. Đến tuổi này rồi, hãy ít nói đi, đừng bao giờ ba hoa, khoác lác, kẻo gây rắc rối cho con, cho cháu trong nhà. Vào độ tuổi 60, sẽ nhục nhã vô cùng nếu cứ vô tư làm 5 việc sau đây, vừa hại mình, vừa hại con cháu trong nhà. Thứ nhất, tập thể dục mạnh, quá sức, gây đột tử. Có nhiều người khi tuổi tác đã cao, nhưng mà vẫn cứ tập luyện thể dục, thể thao ở cường độ rất nặng mà không có điểm dừng chân. Điều này là rất có hại cho sức khỏe. Khi tuổi đã cao thì xương khớp đã dần thoái hóa, yếu. Xương khớp rất dễ giòn, dễ gây chấn thương. Lỡ có gãy chân, gãy tay thì vừa khổ mình, vừa khổ người nhà, lại phải chăm, vất vả thêm nữa. Đến độ tuổi này thì cơ thể của người ta phục hồi rất chậm. Lỡ có chấn thương hay là gãy chân, gãy tay gì, lại phải cầu cạnh, cầu con, cầu cháu. Như thế thì có phải là khổ nhục lắm hay là không? Người ta sẽ nói, đã già mà lại còn ngu, thì chẳng sai tẹo nào. Nếu cứ tập luyện quá sức mà không biết tới ngưỡng giới hạn, thì sẽ gây đứt mạch máu não, dẫn tới đột tử, vân vân. Thông tin này đã được các bác sĩ đưa ra tại buổi họp báo hiểu rõ các giới hạn của bản thân trước khi tập luyện. Thay vì tập các bài tập nặng, thể dục quá sức, thì hãy tập đi bộ nhẹ nhàng hoặc là vận động nhẹ để bảo vệ sức khỏe của chính mình các bác nhé. Thứ hai, quên uống nước. Người cao tuổi thì có nguy cơ mất nước cao hơn, bởi vì do cơ thể thay đổi theo tuổi tác. Người lớn tuổi trong người sẽ có ít nước trong cơ thể hơn so với những người lớn hoặc là người trẻ em. Theo Cleveland, là một bệnh viện nổi tiếng hàng đầu tại Mỹ, cho biết thông tin này. Nước thì rất cần thiết cho hầu hết mọi chức năng của cơ thể chúng ta, từ bôi trơn các khớp xương đến điều chỉnh nhiệt độ trong cơ thể và bơm máu tới các cơ. Vì vậy, nếu như người lớn tuổi mà không cung cấp đủ nước sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe của mình. Cách tốt nhất là uống ít nhất 8 ly nước trong một ngày, tức là khoảng 2 lít nước. Cách uống nước ở người già. Khi uống nước thì cần phải tập trung, không nên vừa uống nước lại vừa nói chuyện, dễ bị sặc nước vào phổi, gây nhiễm trùng hô hấp. Uống nước chậm, từ từ, từng ngụm nước nhỏ. Uống nước ở tư thế đứng hoặc là tư thế ngồi thẳng để tránh bị sặc nước. Nên uống nước vào buổi sáng và buổi chiều, hạn chế tối đa uống nước trước khi đi ngủ, nhất là sau 8 giờ tối, bởi vì hệ thống lọc của thận đã suy giảm lúc này, dễ tiểu đêm, gây mất ngủ cho người cao tuổi. Thứ ba, không vận động trí óc. Khi người ta tuổi càng cao thì nhìn chung các chức năng nhận thức sẽ bị suy giảm theo độ tuổi. Tuy nhiên thì nhận thức trong não sẽ nhanh bị suy giảm hơn ở những bộ phận khác.
Ví dụ như việc nhớ tên người khác, giải quyết vấn đề và nhận dạng mẫu sẽ trở nên khó khăn hơn khi chúng ta già đi. Để giữ cho bộ não của mình luôn được nhạy bén thì điều quan trọng nhất là phải vận động trí óc cũng như là vận động cơ thể mỗi ngày. Hãy duy trì kết nối xã hội và tích cực hoạt động trong cộng đồng của mình. Tiếp tục làm việc chính là chìa khóa để người cao tuổi giữ cho đầu óc của mình luôn minh mẫn và sáng suốt. Thứ tư, ngồi nhiều, di chuyển ít. Cơ thể của chúng ta có khoảng 360 khớp xương và hơn 250 trong số đó có thể xoay trở trên hai hướng. Vậy cho nên, cơ thể của chúng ta được sinh ra là để chuyển động, chứ không phải là để ngồi yên. Vậy, như thế nào là bị coi là ngồi nhiều? Ngồi nhiều là ngồi yên một chỗ liên tục trong nhiều giờ liền mà không có hoạt động thư giãn và vận động như là đi dạo, vận động nhẹ tay chân. Theo như thống kê y học Hoa Kỳ cho thấy, người Mỹ thì ngồi khoảng 11 giờ trên một ngày, đến 65% xem TV mỗi ngày từ 2 giờ trở lên. Chỉ có khoảng 6,5% thì đáp ứng các yêu cầu tối thiểu về vận động thể chất cho công việc. Khoảng 300.000 ca tử vong hàng năm do không hoạt động. 20% người trên 35 tuổi tử vong là do thiếu hoạt động thể chất. Chi phí y tế vì lối sống ít vận động khoảng chừng 24 tỷ đô hàng năm. Thứ năm, không đụng vào bài bạc. Sòng bạc thì không tình thương. Khi bước qua tuổi 60 thì con người ta cần phải có quyết tâm riêng và xây dựng cho mình một cuộc sống về hưu thực sự là phong phú. Ở cái tuổi đang hưởng thụ hạnh phúc gia đình thì hà cớ gì phải đụng vào những thú vui không được lành mạnh. Người xưa có câu 10 canh bạc thì 9 canh thua. Câu này không phải là không có lý. Khi chơi bài, nếu như để ý thì bạn sẽ thấy rằng cuối cùng không có một ai thắng. Thay vào đó, người chơi chỉ biết chung tiền. Người trẻ còn biết rằng bài bạc chính là thủ phạm chính gây ra bất hòa trong gia đình. Không lẽ người già lại không biết điều này hay sao? Thế cho nên, vì muốn con cái yên tâm, bởi vì sức khỏe của chính mình và sự hòa hợp của gia đình, hãy tránh xa bài bạc dưới mọi hình thức. Các cô chú, các anh chị và các bạn thân mến, sống thọ là khao khát của tất cả chúng ta. Nhưng cơ thể con người cũng như một cỗ máy vậy, cần có sự bảo dưỡng, nâng cấp và duy trì mọi vận động của cơ thể một cách bền bỉ, an toàn mới mong luôn khỏe mạnh và sống thọ, sống lâu. Muốn thế, nhất định phải ghi nhớ 3 điều sau đây. Cùng theo dõi. Đến tuổi 60, muốn sống thọ, nhất định phải ghi nhớ 3 điều này. Người 60 tuổi sợ nhất 3 điều. Những ai muốn duy trì nền tảng sức khỏe tốt thì nên lưu ý. 3 kiểu ăn uống gây tai vạ cho cơ thể. Ăn mặn. Ăn quá nhiều muối sẽ làm tăng gánh nặng cho thận và dễ dẫn tới huyết áp cao, đột quỵ, bệnh tim và thận yếu. Ăn quá nhanh, quá vội. Răng và hàm của người sau ở tuổi 60 sẽ trở nên suy yếu, cho nên nhai chậm và kỹ để giảm gánh nặng tiêu hóa cho dạ dày. Cũng nên đề phòng những tai nạn như là hóc xương, v.v. Ăn quá nhiều và no. Khẩu phần ăn thì nên vừa phải, no khoảng chừng 80% là được, là thích hợp nhất với cơ thể của mỗi một người. Khi mà ăn quá nhiều, quá no trong một thời gian dài thì hệ tiêu hóa không chỉ bị gia tăng gánh nặng mà còn nguy cơ mắc nhiều bệnh lý. Nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, có vấn đề về mạch máu não hay là đột tử cũng là rủi ro cần phải đề phòng. Nỗi sợ cô đơn là mầm bệnh tinh thần của người cao tuổi. Con người chúng ta sinh ra là một sinh vật xã hội, sống theo bầy đàn và luôn cần sự quan tâm từ những người khác. Nỗi sợ cô đơn thì luôn tồn tại trong mỗi cá nhân, nhưng mà nó sẽ còn hiển hiện rõ nét với cả những người đã cao tuổi. Cảm xúc thì có ảnh hưởng rất lớn
tới sức khỏe của con người. Người cao tuổi chịu sự đựng cô đơn lâu ngày để sinh ra trầm cảm, bệnh tật, có tác động tiêu cực tới sức khỏe, tuổi thọ và lâu dài. Để giảm mầm bệnh tinh thần thì người 60 tuổi cần phải biết những điều như sau. Thứ nhất, chủ động kết bạn nhưng mà vẫn đảm bảo cái sự thận trọng. Xây dựng những mối quan hệ mới thích hợp là một trong những cách để người trung niên và người cao tuổi nâng cao chất lượng cuộc sống. Nhà văn Pháp Roman Roland đã nói: có bạn có bè, cuộc sống mới thể hiện được hết giá trị của nó. Tuy nhiên, người trung niên và người cao tuổi cần phải thật thận trọng khi mà kết bạn. Họ cần phải có thời gian để tìm hiểu kỹ càng trước khi thực sự đặt một niềm tin vào bạn bè mới quen. Thứ hai là nuôi dưỡng sở thích cá nhân. Trau dồi sở thích cá nhân là một điều hoàn toàn không thể nào thiếu trong một lối sống lành mạnh. Đặc biệt là những người ở tuổi 60 thì càng nên dành thời gian để phát triển điều này. Sở thích của mỗi người là đều khác nhau. Có người thì thích đọc sách, có người thì lại thích nghe nhạc, có người thì lại thích khu vũ hay là du lịch khắp mọi nơi. Thế nhưng tất cả thì đều có một điểm chung, đó chính là có cơ hội để mà cảm nhận được hạnh phúc đích thực. Phải có những thói quen lành mạnh. Sức khỏe là một điều vô giá đối với những người cao tuổi. Sau tuổi 60 thì chúng ta còn có thể dùng sức khỏe của mình để đánh đổi bất kỳ thứ gì ở trong đời. Thay vào đó, hãy bắt buộc bản thân mình phải duy trì lối sống kỷ luật và lành mạnh. Một số gợi ý để có thể nâng cao sức khỏe cho người lớn tuổi như sau. Thứ nhất là uống trà thường xuyên. Sau 60 tuổi thì bạn có thể uống từ 1 cho tới 2 chén nước trà nhỏ trong mỗi một ngày. Phát hiện mới cho thấy rằng thói quen uống trà mỗi một ngày thì có thể tăng độ chính xác và tốc độ phản ứng cho những người trên 85 tuổi. Nghiên cứu này thì được công bố trên Nature cho biết rằng sự gia tăng chức năng nhận thức cơ thể có thể giúp người lớn tuổi có thể thực hiện nhiều hoạt động như là lái xe và hoàn thành ghép hình. Thứ hai là ăn uống cân bằng. Ăn uống chế độ ngũ sắc để có thể phòng bừa bệnh tim mạch hiệu quả. Trong đó, màu đỏ là một số loại thịt bổ dưỡng, một chút rượu vang đỏ, các loại hoa quả có màu đỏ như là táo hoặc là dưa hấu. Màu vàng là các loại rau có giàu carotenoid, giúp giảm xơ vữa động mạch như cà rốt, khoai lang, đậu nành. Màu đen là mộc nhĩ, nấm hương, có tác dụng hạ cholesterol ở trong máu. Màu trắng là bột yến mạch, sữa, v.v. để bổ sung canxi và giảm thiểu triglyceride ở trong máu của mình. Màu xanh là các loại rau xanh như là cần tây, tỏi tây, rau bina, v.v. giàu chất xơ và phong phú vitamin. Thứ ba là tập thể dục thường xuyên. Bất luận tuổi tác hay là giới tính, ở độ tuổi nào đi chăng nữa thì việc tập luyện thể dục thể thao đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe của chúng ta. Hoạt động thể chất thường xuyên sẽ giúp cải thiện mật độ của xương, làm chậm quá trình lão hóa xương, hỗ trợ điều trị các bệnh mãn tính như là tiểu đường, suy tim, v.v. Ngoài ra thì vận động thường xuyên còn giúp tăng cường trí nhớ cho những người lớn tuổi. Tuy nhiên thì cần phải điều chỉnh cho phù hợp với sức khỏe và thể trạng của từng người, đặc biệt là những người cao tuổi rồi. Theo như Tổ chức Y tế Thế giới WHO khuyến cáo rằng người mà trên 65 tuổi thì nên tập luyện thể dục thể thao ở một cường độ vừa phải, ít nhất 150 phút trên một tuần. Đồng thời thì nên chọn các môn thể thao nhẹ nhàng như là đi bộ, đạp xe hay là dưỡng sinh và tập luyện không quá 5 buổi trên một tuần.